Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc được những cây hoa lan luôn phát triển được khỏe mạnh, có rất nhiều nụ hoa. Hoa giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách làm rất dễ để hoa lan luôn phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Và những bông hoa này sẽ nở rộ quanh năm. Mỗi tuần các bạn hãy tưới nước cho cây một lần. Và chúng ta hãy để như thế này trong 7 phút để giúp cho bộ rễ chuyển sang màu xanh. Sau đó các bạn sẽ lấy cây hoa lan ra. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế rất tốt để giúp cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Dùng một thìa nhỏ. Các bạn cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước nguội. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng 2 thìa gạo. Gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp hoa lan phát triển rất nhanh. Cho vào 1 lít nước. Gạo là một trong những chất hữu cơ rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ hòa chung với nước quế này, sẽ tạo ra một dinh dưỡng hữu cơ rất tuyệt vời cho hoa lan phát triển nhanh. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Chúng ta nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần cho những cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được rất nhanh và khỏe mạnh. Sau đó hãy sử dụng nước này. Các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan ngăn các loại côn trùng như là bọ trĩ, riệp sáp. Trong gạo luôn có chứa rất nhiều dinh dưỡng hữu cơ, rất tuyệt vời và tốt cho hoa lan. Các bạn nên thực hiện vào buổi sáng sớm và đến trưa thì những chiếc lá này sẽ khô lại rất nhanh. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những cây hoa lan yếu ớt và kém phát triển. Rễ sẽ được phát triển nhanh hơn. Rễ rất khỏe mạnh với loại dinh dưỡng hữu cơ này.
và điều này sẽ rất có lợi cho những cây hoa lan các bạn trồng lâu ngày mà cây vẫn chưa có hoa. Hãy thay chậu cho cây. Cắt bỏ những rễ hư. Và hãy cắt bỏ những cành hoa đã bị khô như thế này. Sau đó các bạn sử dụng nước này chúng ta sẽ lau sạch các chiếc lá. Và loại dinh dưỡng hữu cơ này sẽ giúp cho những chiếc lá phục hồi mà không bị nấm rất tốt. Bột quế có tính kháng khuẩn khử trùng và trong gạo có chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết, giúp cho cây sẽ phục hồi được rất nhanh. Và hãy cho nước này vào, sẽ giúp cho những chiếc rễ mới phát triển được nhanh chóng và bộ rễ sẽ không bị thối. Các bạn sẽ để trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy ra và chúng ta luôn đặt những chậu hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Điều này sẽ giúp cho cây quang hợp tạo được diệp lục, những chiếc lá sẽ luôn xanh và hoa sẽ nở đẹp rực rỡ hơn. Hy vọng với cách làm này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.